Chào các tất cả cô chú và anh chị. Hôm nay mình có mặt ở chợ Long Biên. Xin mời các bạn xem video về chợ Long Biên. Chợ Long Biên thuộc địa bàn phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm. Nơi đây là đầu mối buôn bán hoa quả tươi lớn nhất ở nội thành Hà Nội. Cạnh chân cầu Long Biên. Chợ kéo dài. Đây là cây cầu Long Biên có hàng trăm năm tuổi. Đây là cái bãi xe ở dưới gầm cầu. Xe hoa quả tập trung. Toàn hoa quả tập trung rất là lớn. Đây là buổi trưa cho nên là thu dọn và nghỉ. Buổi sáng đêm rất là tấp lập. Bên cạnh có lữ hành vàng mã vàng hương. Vàng hương. Toàn cảnh chợ Long Biên rất là nhiều
cửa hàng hoa quả. Đây cổng ra khu phường Phúc Xá. Trong này có các khu nhà lục xục. Long Biên. Các khu vực phụ trợ xung quanh cũng rất nhiều ô tô các tỉnh đến bốc dỡ hàng. Ngon quá. Đây địa bàn phường Phúc Xá, quận Ba Đình. Hàng hóa rồi các cái trông nó không được sạch sẽ cho lắm. Đây cũng vào đi ấy. Đủ các loại ngành hàng hoa quả. Ngõ ngách đồ khác hơn. Đây, lối chính đây. Chợ Long Biên, kính chào quý khách, hẹn gặp lại. Ở cái bên cạnh của chợ Long Biên đây. Bên cạnh bao giờ nó có một số hàng. Các bạn đến đây buổi đêm thì rất là tấp nập, sôi động đêm và về sáng. Nhờ chị ơi. Yeah,
toàn bộ cảnh ở chợ Long Biên này. Đấy, đi video toàn cảnh chợ Long Biên đến đây kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, mọi người ủng hộ cách bấm đăng ký kênh và bấm like. Xin chào và hẹn mọi người ở các video tiếp theo. Đây là cảnh cổng chợ Long Biên này.